Để chống lão hóa cho da hiệu quả, bên cạnh việc bôi thoa sản phẩm thì chúng ta nên chú trọng việc ăn uống hàng ngày. Chính vì vậy, chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn 6 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Trước khi đến với chủ đề chính, rất là hy vọng anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, và anh chị cũng đừng quên nhấn vào nút quả chuông ngay bên cạnh để khi mình ra video mới thì anh chị và các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Loại thực phẩm đầu tiên có tác dụng chống lão hóa cho da hiệu quả đó chính là đậu nành. Các loại đậu rất là giàu isoflavon, một loại phytoestrogen có nguồn gốc từ thực vật. Giống như estrogen, isoflavon được biết đến là có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và chống ung thư cũng như là kháng khuẩn cho da hiệu quả. Do đó chúng có thể giúp điều chỉnh phản ứng viêm của cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, chống lại vi khuẩn cũng như là bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư. Thứ hai là đậu phụ. Đậu phụ là một trong những loại thực phẩm được làm hoàn toàn từ đậu nành. Đây là một loại đậu giàu isoflavone, hoạt động gần như là estrogen thực vật, giúp ngăn ngừa sự lão hóa. Do đó ăn đậu phụ thường xuyên chắc chắn sẽ khiến bạn trẻ lâu hơn từ trong ra ngoài. Đặc biệt ăn đậu phụ thường xuyên giúp chúng ta bổ sung collagen cho da luôn mềm mượt và mịn màng hơn. Thứ ba đó chính là cà rốt. Cà rốt nổi tiếng với hàm lượng beta carotene cao. Beta carotene có được ở trong cơ thể chúng ta chuyển đổi thành vitamin E, và vitamin E thì có liên quan đến chức năng là miễn dịch, thị giác, sinh sản và giao tiếp các tế bào. Cơ thể của chúng ta không thể tự sản xuất vitamin E, vì vậy nó được hấp thu từ các chế độ ăn uống của chúng ta. Sắc tố của chúng ta cũng là một chất chống oxy hóa và có thể bảo vệ các tế bào ở bên trong cơ thể chúng ta khỏi tác hại của lão hóa. Thứ tư là các loại rau họ cải như là cải son, cải bó xôi, bông cải xanh đều giàu các những chất thiết yếu giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, chống lão hóa da. Những loại rau này có hàm lượng dinh dưỡng đặc biệt phong phú, bao gồm là nhiều vitamin C, E, K, folate và các khoáng chất như là kali, canxi, selen và carotenol, giúp chống oxy hóa, vô hiệu hóa các gốc tự do, hỗ trợ sản xuất collagen, giúp duy trì độ đàn hồi cho da và ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, giúp da trẻ trung và mịn màng hơn. Thứ năm là cá hồi. Da cá hồi có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các cái gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, đặc biệt là ở làn da của bạn. Niacin còn được gọi là vitamin B3, là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp giữ ẩm. Da đủ ẩm thì làn da sẽ luôn sáng khỏe. Bên cạnh đó, vitamin B3 có trong cá hồi có đặc tính là chống viêm, giúp làm giảm mụn trên cá cho da. Thứ sáu là các loại trái cây có múi, chẳng hạn như là kem, bưởi, quýt, chanh. Đây là những anh hùng vô danh của chế độ ăn uống lành mạnh. Các loại trái cây có múi có hàm lượng vitamin C cao, có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm nhiễm nên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da. Các flavonoids có trong trái cây, họ cam quýt cũng giúp kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Như vậy mình đã chia sẻ với anh chị và các bạn 6 loại thực phẩm giúp chống lão hóa da hiệu quả. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, có thể đăng ký kênh của mình cũng như xem thêm nhiều video khác của mình ở phía bên tay trái và bên tay phải của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.